các bác nhá. Hôm nay qua nhà anh Trung chơi, hay mấy anh em chơi cây với nhau thì quen biết nhau á. Thì anh ấy có cái xe hay quá các bác, con Exciter màu xanh như này, và làm rất là long lanh, đẹp đẽ, không dùng tới các bác. Thì đang muốn nhượng lại cho anh em vào chơi thiện chí, giá rất hợp lý thôi. Đấy các bác xem. Và chả dùng đến nha. Có hơn 6.000 cây nhỉ. 6.000 cây. Em không hiểu xe cộ mấy thì nó là đời năm bao nhiêu anh? 2015 à? Exciter cái vô này anh mua 10 triệu này. 10 triệu vô. 10 triệu vô, cái đoạn này là 3.8 này. Thì nữa sẽ để cái số của anh à, gọi trực tiếp luôn cho anh à. Thì nó đăng trực tiếp lên cả giá rổ thì có nói luôn hay là như nào? Nhanh nhau là 35 triệu. 35 triệu đúng không? Hoặc là đấy. Đổi một tác phẩm đấy. Cây cảnh nào giá tương đương. Đấy, 35 triệu hoặc các bạn có cây cảnh giá tương đương mà hợp nhãn thì cứ alo anh nhé. Thiện chí nhé. Còn dân chơi xe thì tuyệt vời. Tín đồ Exciter tôi thấy rất là ok rồi. Anh làm cho đồ biết rất là hay. Mặc dù mình chả hiểu về xe mới nhưng mà nhìn thấy thích. Rồi. Đấy. Biển Hà Nội. Và đường nó bụi chứ nó còn long lanh lắm. À. Đây này, anh ấy đi con kia kìa. Con đỏ. Con đỏ kìa. Xe là biết chủ còn gì nữa. Đăng ký á? Có cũng được, chẳng có là sao. Đấy, đầy đủ hết. Anh Trung tính anh hay lắm. Anh em mới biết nhau thôi nhưng mà cảm thấy anh gần vui lắm. Tôi chả thạo xe cộ lắm nhưng mà nhìn thấy nó đẹp, nó mới long lanh quá. Đây đèn Audi. À đèn. Đây đấy. Cái này anh cũng làm mất 3 triệu ạ. Riêng cái đèn này. Cái này, đèn này. Anh thử giới thiệu cho em không biết về mấy cái này. Đèn này anh thửa riêng ạ, không phải là ấy đâu. Vâng. Không phải là một cái này, riêng cái đèn này không phải 3 triệu. Rồi. Cái này lâu rồi anh không nhớ. Tại vì ngày đầu tiên anh đổ full option thì bây giờ một cái số là anh bảo rồi. Hay quá. Đây cái xe xanh này anh mua 5 triệu. Có nghĩa là tính mà tiền mà độ lên thì nhiều lắm đúng không? Còn anh đấy, anh em nào thiện chí thì tôi nghĩ là cái giá đấy thì quá ok rồi. Anh ký trên đây nhá. Đấy, có cả địa chỉ luôn ở đây này. Ok quá rồi. Dân chơi mà chỉ mong là gặp một dân chơi thiện chí thôi. Đấy lại còn ông nào mê cây ấy, đổi xe ấy. Có cây ấy. À cái này hay nhỉ. Cái cổ này bằng titan là như càng bóng càng xanh này. À titan. Nó còn cái này nữa. Đấy, những cái này là anh phải giới thiệu cho em không biết gì về mấy cái này. Đấy, cần đĩa điếc sáng loáng. Đấy, riêng cái tây phanh 5 triệu ấy. Đây là
bao giờ đâu. Quan trọng nhất là ông nào mà không có tiền mà có cây đẹp là đuổi được. Năm rồi có xe ngon đi. Đấy. 6226, cũng đẹp quá. Quả này đi cho cơ động hít khói nhỉ. Cứ đọc một lần số của anh xong rồi tí đấy em còn chèn lên cả video lên cho anh luôn. Cứ đọc một lần. Đúng rồi. Vâng. 0938. 938. 268. 268. 268. 268. Đấy. Xe thì đang ở chỗ cái này nó gọi gì? La Dương. Nhà. La Dương. Mình chẳng có cây nào nó có giá trị bằng con này để mà đổi. Đấy, anh Trung ấy đang mê xanh si lắm. Mà dáng cổ cổ mà già một chút thì tuyệt vời. Chung là cái số của anh có cả Zalo ấy, anh em có cây thì gửi ảnh hoặc là nói chung là thích xe thì Zalo nhá, nhắn tin nó hơi bất tiện. Đấy. Thích xe là alo luôn, quan trọng là gặp được người ta thích, người ta xem thì tốt quá. Ok rồi anh ạ. Cây của anh Trung này, anh ấy mê dáng cổ và nói chung là cái không cách bây giờ thì chụp lùn hay là làng thì ai cũng mê thôi. Nhưng mà anh ấy có một cái đam mê nữa, đó là cái cây dáng cổ. Si cổ, xanh cổ anh rất là mê. Bao nhiêu sản phẩm là trong vòng 1 tháng này? Trong vòng 1 tháng anh ấy, tất nhiên anh chưa kịp bày trí nó gọn gàng lại bởi còn đang đi múc cây tiếp. Cái xe kia là cũng để một là lấy tiền múc cây tiếp, hai là để giải phóng cái mặt bằng. Bởi vì anh không đi đến nó phí, để dành cho dân chơi. Cũng chỉ đấy, rất là thiện chí của anh em nào. Anh em nào mà có cây đẹp là cưới anh ấy là sang ngang luôn. Hoặc là cắt thêm gì thì lúc đấy thì tùy. Nhưng mà cơ bản là tất cả phục vụ cái đam mê cây thôi. Đây, ví dụ anh đang vừa múc là hai cây si cổ này rất là hay. Rất sạch sẽ. Đấy, cái bể chân quỳ này nó tuy nó rất đơn giản nhưng mà nó rất là lành. Lành lặn. Trồng nó rất hợp với những cây cổ. Si cổ này. Yên tâm anh em gọi anh Trung thì bởi anh có phải là người thương mại muốn bán xe chứ gì đâu, để giá tôi cho rất là thiện chí. Bởi vì tôi không hiểu về xe lắm nhưng mà sơ sơ cái giá mà anh ấy độ lên là hàng trăm triệu rồi đấy. Nếu dân chơi nào thì nhìn là biết, dân chơi nhìn là biết. Thế mà bây giờ cả xe thì đi được có mới có 6.000 cây đấy mà độ tiền thì tính ra thì nó nhiều lắm, mà toàn đồ chất lượng thôi. Anh em mà dân chơi nhìn thì biết ngay, không phải tôi nói giới thiệu nhiều. Thậm chí đến một mức thực tế tôi nhìn tôi cũng mê đấy. Nhìn là mê đấy. Em nghĩ là cái giá ấy mà anh em nào về là thương mại lại cũng được, không có dân chơi để đi cũng sướng.
bày trí lại tí thì em lại sang. Cơ bản là nó có chung cái đam mê cây thì dễ lắm mà lại... Đấy, lại có cái xe đẹp nữa thì anh em có cây thì sang thì hay quá. Không có thì cúp tiền. Tiền nó cũng chỉ bằng một cây cây đẹp đẹp bây giờ thôi. Anh mê dáng cổ. Nhưng mà cổ em hiện đại đều rồi hết cả. Đấy, quan trọng là cứ lọt vào mắt mình là được. Đây đây, bị gập đây. Nó bị xoắn mất ở đây. Đấy. Sau mình thiết kế lại một chút là nó nhìn nó đang sướng ngay. Vẫn đang trong giai đoạn đi múc cây mà. Trong vòng một tháng là có bao nhiêu cây rồi. Rất chịu khó đi anh bác nhá. Quan trọng là mình bác ấy, quan trọng là anh ấy biết cây mà đẹp ở đâu là anh sẽ đến. Đấy, những cây si cổ này, cây si thác đổ này nhìn rất hay, rất già. Đấy, cây này sau lên một cái thống hợp nữa thì tuyệt vời. Và anh đang còn chưa có thời gian để mà bày lại. Sơ sơ chỗ này hàng trăm cây đây nhỉ. Sơ sơ đây hàng trăm cây đấy. À không, ý là hơn trăm cây, hơn hàng trăm cây. Số lượng á. Hôm trước sang là chưa thấy anh có cái giá này, hôm nay có cái giá này rồi. À. Cũng hy vọng là đang nên là gặp được người thiện chí, người thích. Nhiều khi có nhiều anh em đi tìm kiếm cái xe ưng mà lại không xem được thì đúng là đáng tiếc. Anh em nào mà có người nhà là đại loại là biết ai thích thì giới thiệu. Bởi vì giá nó hợp lý quá. Và gặp người gặp của. Đây. Một con si nhìn tuổi thì không chê ở đâu rồi, nhìn địa y xanh lét là đẹp thân rồi. Đấy, xanh con này rất hay, đúng chất cây cổ, nhất là cây rất già, và thứ hai là cái dáng là dáng cổ. Đã gọi là hôm trước có nói chuyện đã gọi là cây cổ là dáng cổ, là cây phải cổ cái đã, cây phải có tuổi cái đã. Sau mới xét đến yếu tố khác. Các cụ ngày xưa chơi cũng tinh túy lắm, có những cái ẩn ý ở trong những cái dáng cổ này là có ý đồ hết, tích chuyện, có câu chuyện, có cái sự răn dạy ở đấy. Đấy là cái văn hóa người Việt thì mình không thể phủ nhận được, chứ không phải đem để so sánh với cây quốc tế thì nó khó, mỗi cái vùng miền nó có tiêu chí riêng. Quốc tế họ làm gì có những cái tích chuyện hay là những cái ý đồ để ghép vào cây đâu, họ chỉ là thiên nhiên thôi. Đấy. Mà bày lại thì chỉ chờ, hoặc là các bác thiện chí sang có thể ngắm. Chứ bây giờ thì anh vẫn đang để rất là không chui vào được. Mua lại không biết có phải tuốt láng rồi. Cây này thì tuốt được rồi. Cơ bản là nó ổn định chậu thì vô tư rồi. Tết giờ nó Tết là lạnh, nó mấy hôm nữa lại lạnh nữa. Nhưng mà lạnh ẩm là được. Cứ lạnh khô thì lâu lắm. Lạnh khô này là mình cứ xịt giữ ẩm răm liên tục. Như cái đề này là vặt được, lá nó già hết rồi.
hôm nào anh lên chậu anh vặt. Đấy, năm thì mình có nào chậu phù hợp để mấy tái. Hôm nay ấm là rất hợp lý ấy, nhưng mà thấy bảo lại lạnh rồi, nhưng mà lạnh mưa không sao. Ok anh em thiện chí alo anh nhé, rất gặp người gặp của, không có vấn đề đâu. Cảm ơn các bác theo dõi nhé, có cả cây cả xe luôn. Hẹn gặp lại anh em nhé.